Tôi có một video tôi đang nói về cái dịch bệnh ở trong miền Nam, có người nói rằng là dân miền Nam vô ý thức mới để như thế, mà có cái comment của các bạn này. Bạn vào cái video của tôi này, bạn này bình luận rất nhiều. Chiếu bạn lại hay để chỉ trích là dân miền Nam. Đây kể cái này cũng thế. Lại bảo là người miền Nam, người miền Bắc là có thấy đòi cứu trợ đâu mà toàn là người dân miền Nam đòi cứu trợ thứ là ý là phàn nàn rất là nhiều. Thì bạn phải nên nhớ rằng là tôi không biết bạn sống ở trong miền Nam chưa. Tôi cũng là người miền Bắc và bạn cũng là người miền Bắc. Tôi không bênh gì người miền Nam cả. Nhưng mà thật sự là này, người miền Nam ấy, người ta có một cách sống rất là hào phóng. Người ta ăn bữa này, người ta kiếm được bữa này, người ta ăn bữa này, người ta không cần biết ngày mai ra sao. Nó không như miền Bắc mình. Đó. Mà nhờ cái tấm lòng hào phóng đó thì mới cứu rỗi, cứu giúp được nhá. Hàng ngàn con người, hàng triệu con người ở tứ xứ khắp nơi Bắc Trung Nam, Bắc Trung đi vào trong đó để sinh sống nhờ những cái tấm lòng hào phóng đó đấy, chứ còn cứ như miền Bắc ấy thì ở đâu mà đến mà sống được. Đấy là nói thật. Cho nên là những cái lúc dịch bệnh thế này đừng có phân biệt vùng miền, tất cả chúng ta phải nói lên sự thật và phải yêu thương những con người miền Nam mà người ta đang khổ. Kể cả dịch bệnh nay mai miền Bắc nếu mà có bị hứng chịu cũng không thể nào, cũng không không thể nào tránh khỏi được, bởi vì dịch bệnh thế này nó lây lan thì cả thế giới rồi. Nhưng mà ở trong đấy tại sao nó lây lan kinh khủng khiếp, bởi vì sao? Bởi vì nó quá đông luôn, cả nước nó đổ về nó như một cái vũng nước mà để chứa người ấy. Phải không? Bao nhiêu người Bình Dương với lại Sài Gòn, bao nhiêu người ở trong đó, bao nhiêu người miền Bắc, người miền Bắc rồi là miền Trung ở trong 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 đó sinh sống, dân tứ xứ nhiều. Cho nên đừng đổ lỗi là dân miền Nam, đấy là nói thật. Và bạn nói như thế là không được, nhờ những cái tính hào phóng như thế mà dân tân các xứ với đó để kiếm tiền với làm ăn được đó. Đó, cho nên tất cả chúng ta phải yêu thương nhau trong những cái lúc này, đừng nói lên những lời gì cay nghiệt nữa. Đấy, dịch bệnh đã quá khổ rồi, nhìn thấy những cái hoàn cảnh quá khó khăn, xong là bây giờ người ta, tuy nhiên rằng người ta kiếm bữa này người ta ăn bữa khác thì bây giờ người ta sợ chết đói còn hơn chết dịch, cho nên người ta phải đi lo là đòi tiền cứu trợ là đúng rồi, người ta phải kêu cứu, người ta phải cầu cứu là đúng rồi, còn gì nữa. Nó phải như miền Bắc đâu, miền Bắc vào trong đó thằng nào chả giàu, bởi vì ăn biết tiết kiệm làm gì mà phải đi kêu, phải không? Tôi là người miền Bắc tôi biết mà, tôi là người miền Bắc tôi không nói sai, tôi không nói xấu người miền Bắc đâu, nhưng mà thật sự người miền Bắc là như vậy, là mình là như thế. Còn người miền Nam thì không cần, cho nên người ta bắt buộc người ta phải đi kêu, người ta phải đi cầu cứu, đi kêu cứu tiền, cứu trợ, cứu thiện để người ta ăn. Không ngờ sợ người ta chưa dịch, người ta chưa chết, người ta sợ là chưa đại.